Hố đen là cánh cổng sang không gian khác. Chúng ta thường nghe đến khái niệm hố đen. Vậy hố đen là gì? Phải chăng hố đen chỉ đơn giản là một vật thể thiên văn hấp thụ tất cả vật chất và bức xạ đi vào trong phạm vi ảnh hưởng của nó? Các nhà vật lý dùng các định nghĩa khác nhau của khái niệm này tùy thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu đặc thù của riêng họ. Thông thường, hố đen được xem là một vật thể thiên văn hấp thụ tất cả vật chất và bức xạ đi vào trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Có thể nói, hố đen là vật thể bí ẩn nhất đối với ngành thiên văn và được ví như những quái vật vũ trụ. Đó là vùng không thời gian có trường hấp dẫn mạnh đến mức liên tục nuốt các vật chất xung quanh như các ngôi sao hành tinh cùng vô số vật thể khác trong vũ trụ. Về mặt vật lý, một hố đen được xác định bởi sự hiện diện của một điểm kỳ dị, tức là một vùng không gian giới hạn bởi một chân trời sự kiện. Trong đó, mật độ khối lượng năng lượng trở nên vô hạn và các định luật vật lý ứng dụng tốt trong các điều kiện thông thường sẽ không còn đúng nữa. Tiến sĩ Eric Curiel từ Trung tâm Triết học Toán học Munich tại LMU đã tóm tắt vấn đề như sau. Các tính chất của hố đen là đối tượng nghiên cứu trong một loạt các phân ngành vật lý, trong vật lý quang học, trong vật lý lượng tử và tất nhiên cả trong vật lý thiên văn. Nhưng mỗi chuyên ngành này tiếp cận vấn đề với tập hợp các khái niệm lý thuyết cụ thể của riêng nó. Eric Curiel từng nghiên cứu triết học cũng như vật lý lý thuyết tại Đại học Harvard và Đại học Chicago. Với vốn kiến thức của mình, Curiel chia sẻ, các hiện tượng chẳng hạn như hố đen thuộc về một địa hạt không thể tiếp cận cho quan sát và thí nghiệm. Nghiên cứu dựa trên giả định rằng các hố đen tồn tại, do vậy nó bao hàm một mức độ suy đoán bất thường ngay cả đối với lĩnh vực vật lý lý thuyết. Tuy nhiên, chính khó khăn này lại làm cách tiếp cận vật lý đối với bản chất của hố đen trở nên vô cùng thú vị từ quan điểm triết học. Ông Curiel chia sẻ thêm, quan điểm vật lý về các hố đen tự nó gắn bó chặt chẽ với các vấn đề triết học liên quan đến các nghiên cứu về bản thể học, siêu hình và phương pháp luận. Trong quá trình chuẩn bị cho việc phân tích khái niệm hố đen trên tạp chí Nature Astronomy, Eric Curiel đã trò chuyện với nhiều nhà vật lý học trong một loạt các lĩnh vực nghiên cứu. Thông qua các cuộc đối thoại, ông đã nhận được khá nhiều định nghĩa khác nhau về hố đen. Bản thân Curiel mô tả các cuộc thảo luận này là đáng kinh ngạc và mở rộng tầm mắt. Đối với nhà vật lý thiên văn R.V. Love, hố đen là một nhà tù tối chung. Một khi bạn đi vào, bạn có thể không bao giờ trở ra nữa. Từ góc độ khác, nhà vật lý lý thuyết Domenico Giulini coi nó như có vấn đề về mặt khái niệm khi xem các hố đen như các vật thể trong không gian, những vật thể có thể di chuyển và bị đẩy quanh. Thông điệp mà Curiel rút ra cho bản thân là sự đa dạng của các định nghĩa về hố đen là một dấu hiệu tích cực. Nó cho phép các nhà vật lý tiếp cận hiện tượng này từ nhiều khía cạnh vật lý khác nhau. Cánh cổng đi sang không gian khác. Trước đây, các nhà khoa học từng nghĩ các vật thể khi đi vào hố đen sẽ bị nghiền nát. Nhưng theo các nghiên cứu gần đây, hố đen có thể là cánh cổng thời không đưa vật thể bị hút vào tới một hành tinh hoặc thiên hà khác. Tất cả các loại vật chất, kể cả ánh sáng hay năng lượng khi vượt qua đường biên của hố đen đều không thể đạt được vận tốc cần thiết để thoát ra ngoài. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, ban đầu các nhà khoa học cho rằng rơi vào hố đen sẽ khiến các vật thể bị giết chết. Tuy nhiên, những phát hiện mới đây cho chúng ta một cách nhìn khác. Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học UMass Dartmouth có tên Business Insider và Học viện George Winnett đã nghiên cứu về chủ đề này. Những gì họ phát hiện thật đáng ngạc nhiên. Theo giáo sư Khanna đến từ Đại học UMass Dartmouth, các nghiên cứu cho thấy khi các vật thể rơi vào hố đen, nó rất có thể sinh ra trọng lực không giới hạn, nghiền nát một ngôi sao sắp chết. Sau đó, nó sẽ dẫn đến sự hình thành một điểm kỳ dị. Điểm kỳ dị này dày đặc, nóng bỏng, hút
hút mọi thứ xung quanh và tạo ra một lỗ hổng trong kết cấu không thời gian. Vì vậy, nó có thể là lối tắt cho phép du hành không gian siêu tốc. Nhà khoa học Leo Perkle cũng cho biết việc đi qua một điểm kỳ dị cũng giống như đưa ngón tay của bạn thật nhanh qua một ngọn lửa 1000 độ C. Nếu giữ ngón tay đủ lâu trong ngọn lửa, bạn sẽ bị bỏng. Nhưng nếu đưa ngón tay nhanh qua nó, thì bạn sẽ hầu như không cảm thấy gì. Thông qua những nghiên cứu này, các nhà khoa học phát hiện về mặt kỹ thuật bạn có thể đi vào một hố đen mà vẫn hoàn toàn sống sót. Hơn nữa, bạn còn có thể đến được một không gian khác. Nhà nghiên cứu Perkle gợi ý rằng các hố đen có thể khiến bạn rơi vào một nơi khác trong thiên hà, hoặc thậm chí đáng sợ hơn là rơi vào một thiên hà hoàn toàn khác. Tuy nhiên, nếu đi vào hố đen, tàu vũ trụ sẽ phải chịu đựng tác động tổng thể từ sức nóng và áp lực cực lớn, có thể dẫn đến bốc hơi hoàn toàn. Vì vậy, các nhà khoa học hướng đến dạng hố đen lớn và xoáy, cho phép một số vật chất có thể đi qua khá yên bình. Và một trong những hố đen an toàn nhất để thử nghiệm giả thuyết này là Sagittarius A, một hố đen ở trung tâm dải ngân hà. Điều quan trọng hơn bạn cần lưu ý là nếu bạn đi vào một hố đen, việc bạn có thể không chết và được chuyển đến một thiên hà khác chỉ là phát hiện về mặt kỹ thuật của Perkle và các đồng nghiệp của ông. Tuy nhiên, không ai có thể khẳng định đằng sau hố đen có tồn tại một không gian khác hay không.